Bây giờ xin mời các bạn nghe bài viết của Phan Anh Tuấn, Vui buồn đời 81. Thật ra đời 81 của tôi trừ nỗi đau buồn nhất của chúng ta là ngày 30 tháng 4 năm 1975, gãy cánh tan hàng, còn lại là buồn ít vui nhiều, xin ghi lại để nhớ những ngày màu áo hoa rừng. Trong số gần 180 tân thiếu úy tốt nghiệp của khóa 26 võ bị, có khoảng 20 về nhảy dù, 3 về nha kỹ thuật và 2 về liên đoàn 81 về cách nhảy dù. Tôi kể như thế để quý vị hiểu được việc chọn lựa về đơn vị này khó như thế nào. Ngày đầu tiên về liên đoàn, tôi được bổ sung về đại đội 3 về cách nhảy dù. Tôi rất thích thú khi được Trung tá Nguyễn Văn Lân chỉ huy phó bốc từ hậu cứ trại Bắc Tiến, ngã tư An Sương về căn cứ hành quân tại suối Máu Biên Hòa. Căn cứ này nằm về hướng đông nam phi trường Biên Hòa, cạnh bên kho đạn. Nơi đây là mục tiêu của Việt Cộng nên thường được hưởng pháo kích quấy rối của địch. Đại đội 3 biệt cách nhảy dù là một trong những đại đội xuất sắc của Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù, do đại úy Nguyễn Phước Hải làm đại đội trưởng, trung úy Nguyễn Văn Sang làm đại đội phó. Các đại bàng của đại đội này thứ tự là Trung tá Nguyễn Văn Lân, Thiếu tá Phạm Châu Tài, các trung úy Nguyễn Ngọc Dũng, Dương Thường Ngộ. Căn cứ vào bảng tên đeo trên ngực, mọi người có thể phân biệt các đại đội như sau. Đại đội 3 mang chữ đen trên nền màu tím, đại đội thám sát nền đen chữ vàng, đại đội 1 nền màu xanh lục, đại đội 2 nền màu nâu, đại đội 4 nền màu đỏ. Vì bảng tên màu tím với nón bi rê xanh đen, nên có lần tôi từ Biên Hòa đón xe lam về Thủ Đức, có mấy anh chàng thủy quân lục chiến cũng nón xanh, vừa lên xe là đã vồ lấy vai tôi. Ê, Trâu Điên về Sài Gòn hả? Tôi biết các anh nhìn lầm vì tiểu đoàn 2 Trâu Điên cũng mang bảng tên trên nền màu tím nên cười cười đáp. 81 chứ không phải Trâu Điên. Mấy anh chàng cũng chợt nhận ra mây đen trên cổ áo của tôi nên chững lại. Xin lỗi thiếu quý nha. Ê, không có chi, đại đội của tôi cũng mang bảng tím giống như của tiểu đoàn Trâu Điên. Đại đội 3 xung kích cũng như các đại đội khác có 4 trung đội, tôi được chỉ định về trung đội 2 dưới quyền trung úy Nguyễn Khoa Thạch đang làm trung đội trưởng. Tính tình của ông điềm đạm, vui vẻ và bình dị đối với anh em binh sĩ. Tôi đã học hỏi được từ ông nhiều điều. Sau đó tôi được thiếu úy Lâu Lý Bốc dẫn đi nhảy toán, thử gió vài lần. Lại một lần nữa tôi được rèn luyện, được trao cho những kinh nghiệm chiến đấu thực sự trong rừng rậm. Qua những mùa học quân sự tại trường võ bị, tôi đã học một khóa nhảy dù, 3 tuần rừng núi sình lầy, 1 tuần học viễn thám. Nhưng học tại quân trường là một chuyện, ngoài thực tế thì khác xa. Một lần tôi đi toán theo chỉ định của đại đội, sau mấy ngày bò trường lom khom dưới khu rừng tre dày đặc, tôi không còn biết mình ở đâu nữa. Không có suối, không đồi, không có điểm đặc biệt thì làm sao định được điểm đứng, làm sao định vị tọa độ. Dù phi cơ L-19 bay trên vùng, nhưng toán dưới đất không làm sao chiếu kính để xin chấm tọa độ giúp. Vì thế tôi phải gọi đại bàng để chỉ dẫn. Qua âm thoại tôi vẫn dùng mã số. Tuy nhiên để dễ hiểu, chúng tôi dùng cách nói bình thường để các độc giả tiện theo dõi. Tôi bị lạc rồi, đại bàng cho tôi một quả pháo chỉ điểm đi. Không có được, chỉ điểm sẽ lộ tọa độ của các toán khác. Nhưng đại bàng cũng cho bùa. Đi về hướng đông thì trước sau gì anh cũng gặp con sông, đi dọc theo sông về hướng bắc, gặp ngã ba là biết tọa độ ngay. Tôi làm theo chỉ dẫn của đại bàng thì đúng y chang. Tới lúc trượt xuất, tôi báo cho trực thăng CNC biết tọa độ. Tuyệt vời, không trật 1 mét. Sĩ quan biệt cách dù bay hôm đó chắc chịu tôi lắm, ông ta đâu có biết tôi có bùa. Tôi về đơn vị được hơn 1 tháng thì một tai nạn xảy ra cho trung đội 2. Một anh lính trẻ không biết vì bất cẩn hay thù oán cá nhân hay bị địch vận làm nổ một trái lựu đạn M26 trong đêm sau phiên gác. Hậu quả là 1/3 trung đội được tải thương ra bệnh viện tiểu khu Biên Hòa vào lúc nửa đêm. Trong đó có một viên thiếu úy trẻ là tôi. Ở bệnh viện lính 81 cũng được các thương bệnh binh thương mến lắm. Tôi được một ông trung úy trước ở lực lượng đặc biệt tặng cho một mũ Green Beret chánh hiệu, rất đẹp. Các cô y tá rất dễ thương nhưng chích penicillin đau thấu trời xanh nên tôi thương không nổi.
Vậy mà sau ngày 30 tháng 4 đi tù 6 năm, khi trở về, tôi lại gặp một cô y tá bệnh viện Nguyễn Trãi. Cô y tá đẹp lại mến mộ người lính Cộng Hòa, thương kẻ bại trận, đồng ý trao duyên gửi phận. Đúng là ở hiền gặp lành, cảm ơn em, người vợ chung thủy của tôi. Trở lại đơn vị sau 2 tuần dưỡng thương, tôi được chỉ định làm trung đội trưởng trung đội 2, vì Trung Quý Thạch được tăng phái cho đại đội khác. Giống như chuyện tái ông thất mã, trong lúc rảnh rỗi tôi vô tình xin đi bay theo một chuyến cho vui, cùng đi với tôi có Trung Quý Đạt. Chúng tôi đã bắt sống được một tù binh Bắc Việt. Khi chúng tôi dẫn tên tù binh xuống bãi đáp căn cứ hành quân, hàng chục quân nhân biệt cách dù treo hò túa ra xem và bắt tay tụi tôi. Tên tù binh muốn xỉu vì tổng sắp bị hành quyết. Chúng tôi giao tù binh cho an ninh liên đoàn. Tôi thấy ở đó có 2 vị hình như an ninh của quân đoàn vừa được cử qua. Tụi tôi bèn lên câu lạc bộ hành quân để làm một tô mì gói và một ly cà phê. Về đến đơn vị tôi được đại quý Hải kêu lên giũa. Không lo trực trung đội, nếu không có vụ bắt tù binh là ông có chuyện với tôi. Cũng may có Trung Quý Sang đỡ lời vì trước khi bay tôi có xin phép Trung Quý Sang. Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù do Đại tá Phan Văn Huấn làm chỉ huy trưởng, Trung tá Nguyễn Văn Lân làm chỉ huy phó. Liên đoàn có 1 đại đội thám sát và 4 đại đội xung kích. Nhiệm vụ của đại đội thám sát là tung các toán thám sát, mỗi toán có khoảng 6 người do một sĩ quan làm trưởng toán. Toán thám sát xâm nhập vào mật khu của địch, mình gọi là vùng oanh kích tự do, để thu thập tin tức, bắt sống tù binh quấy rối, phá hoại cơ sở cố Việt Cộng, hoặc chỉ điểm cho pháo binh dập hay cho phi cơ oanh tạc. Các đại đội xung kích với lực lượng đông mạnh hơn, có nhiệm vụ yểm trợ các toán khai thác mục tiêu. Các đại đội cũng có các toán, nhưng thường các toán thám sát hoạt động ở những khu vực xa hơn và nguy hiểm hơn. Người lính 81 biệt cách nhảy dù, mà tiền thân là lực lượng đặc biệt, rất thiện nghệ trong chiến đấu, vì thứ nhất là tình nguyện, thứ hai là được huấn luyện kỹ càng, và đa số thường là tuổi trẻ độc thân. Các anh đi vào cõi chết như chuyện bình thường. Những người bạn phi công trực thăng thường tâm sự với chúng tôi như vậy trong các dịp hội ngộ sau này. Có được các anh đi mới thấy phục các anh. Sau khi bay, chúng tôi trở về căn cứ không quân đầy đủ tiện nghi, ngược lại với mặt lạnh như tiền, các anh nhảy vào vùng và tan biến trong rừng thẳm rất ngầu. Đại đội 3 có các sĩ quan như các trung sĩ Quỳnh, Thân, Tú, Đông, Thượng sĩ Tiên. Họ là những quân nhân dày dặn kinh nghiệm chiến trường đã giúp cho tôi rất nhiều trong những ngày tôi ở đơn vị. Vui nhất sau những ngày xâm nhập là ngày triệt xuất. Tiếng động cơ phần phật của trực thăng từ xa bay đến, sau lần chiếu kính phất pano là những âm thanh tuyệt vời đối với lính 81 biệt cách nhảy dù. Những người bạn chiến đấu không quân đã giúp chúng tôi bay vào vùng đất địch. Giờ đây họ là những thiên thần bốc chúng tôi rời vùng hành quân trở về với mái ấm gia đình. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, hết sức cảm tạ các người bạn không quân, nhất là các phi công trực thăng bay cho 81 vào Phước Long, những tháng cuối của trận chiến 75. Mỗi lần triệt xuất về căn cứ nghỉ ngơi, tôi và các bạn đa số là các hạ sĩ quan thuộc đại đội 3 dẫn nhau ra biên hùng vui chơi. Đối với một thiếu quý trẻ như tôi thì chuyện cầm nhẫn để lấy tiền nhậu là chuyện hàng tháng vì lương lãnh đâu nhiều. Đôi khi cũng có chuyện trục trặc nhỏ, vui buồn tùy theo người đối diện. Một buổi chiều tôi ké xe Honda của Trung úy Nguyễn Ngọc Dũng. Ông thường hay bao tôi xem cine và uống cà phê. Sau khi ghé biên hùng và trở về, đi ngang cà phê Thảo, tôi thấy 2 xe quân cảnh bao quanh một xe 81 của biệt cách nhảy dù có gắn anten, có thiếu tá Vũ Xuân Thông nhà mình ngồi. Tôi nói với Trung úy Dũng, để tôi gặp thiếu tá Thông xem có chuyện gì. Tôi rẽ mấy anh quân cảnh đứng xung quanh và trình diện theo quân cách. Trình diện thiếu tá Tô Phan Anh Tuấn đại đội 3 biệt cách nhảy dù chờ lệnh. Thiếu tá Vũ Xuân Thông sau này lên trung tá, đang mặc võ phục vô vi nam ngồi trên xe, gằn giọng cố tình cho quân cảnh nghe. Cậu về nói với đại quý Thọ, lấy giấy tờ tùy thân cho tôi. Toán quân cảnh đang hỏi tôi, dù tôi ra vào họp thường xuyên ở quân đoàn ai cũng biết mặt. Tôi quay lại nói với viên chỉ huy quân cảnh là một đại quý. Có lẽ ông có cảm tình với cô chủ quán cà phê Thảo. Đây là thiếu tá biệt cách nhảy dù, tôi sẽ về đơn vị lấy giấy tờ cho quý vị.
Thấy tôi mặc quân phục biệt cách nhảy dù chỉnh tề lon lá đàng hoàng, ngoài kia lại có một trung úy với hai mai đen đang chờ, nên mấy anh quân cảnh không hỏi gì. Nếu họ hỏi giấy ra trại thì tôi cũng gặp rắc rối luôn. Chúng tôi chưa về tới trại thì đã có một xe jeep và một GMC chở đầy lính 81 đem quân đi giải cứu cấp chỉ huy. Dân hai bên phố đang đứng xem một màn hành quân trong thành phố mà không nổ súng. Quân cảnh cũng xanh mặt, không nổ súng là may rồi. Chuyện đâu cũng vào đấy, mọi chuyện cũng xong. Giờ đây mỗi lần gặp nhau hội ngộ các đơn vị bạn thường kết luận, chỗ nào có quân cảnh là mất vui. Nhưng cũng cảm ơn các anh quân cảnh nhắc nhở giúp chúng tôi tuân theo quân kỷ một cách tốt hơn. Về đại đội thám sát chuyên môn nhảy toán, đôi khi tùy theo nhu cầu của liên đoàn cũng tăng cường các toán. Toán thám sát của chủng Quý Vinh khám phá một kho tàng với hàng chục hầm dự trữ súng đạn của Việt Cộng, đủ trang bị cho cả trung đoàn. Liên đoàn đã tung đại đội 3 và 4 cùng vào để khai thác mục tiêu. Suốt chiều hôm đó, hai đại đội phối hợp vừa tiêu diệt các toán Việt Cộng đang bảo vệ, một mặt di chuyển các vũ khí gồm Thượng Liên, Trung Liên ra bãi trực thăng để trở về quân đoàn. Đã có một số anh em đại đội 4 bị tử thương vì một hầm thuốc nổ bị kích hỏa. Các đại đội được lệnh triệt xuất khi chiều xuống, số chiến lợi phẩm còn lại sẽ bị phá hủy. Đại đội 4 được lệnh rút đầu, đại đội 3 đoạn hậu, trung đội của tôi được lệnh đi sau cùng. Tôi và một thiếu úy công binh đặt những khối thuốc nổ và dây chuyền nổ, công nhận mỗi binh chủng có những chuyên môn riêng. Viên thiếu úy và một hạ sĩ quan công binh đã cột những khối TNT và dây chuyền nổ rất thiện nghệ và nhanh chóng. Tôi vội bảo anh ta, thiếu úy đừng lo, có nguyên một trung đội biệt cách nhảy dù đang bảo vệ thiếu úy đây. Sau khi cài xong, thiếu úy công binh cho tôi biết đã hoàn tất, tôi ra lệnh rút quân và cho kích hỏa dây cháy chậm. Chúng tôi chạy như điên theo dấu mòn của đại đội vừa di chuyển qua. Chạy một hồi tôi thắc mắc, sao không nghe tiếng nổ gì cả? Vừa nghĩ đến câu hỏi đó thì hàng chục tiếng nổ rít xé gió của đạn pháo binh bay qua chúng tôi. TOT pháo tập trung bắn vào vùng chúng tôi vừa mới rút. Trời ạ! Lúc đó trung đội của tôi chạy bất kể gai góc, càng xa càng tốt. Tôi đã nghe tiếng nổ phụ từ vùng mình vừa thoát ra. Di chuyển suốt đêm, đại đội ra lệnh cho tôi gài thêm mấy trái mìn cốc trên đường rút lui. Trời tối như mực, giơ bàn tay không thấy. Tôi lại được lệnh lấy lá cây một sáng như lân tinh gài trên ba lô người đi trước. Cả đoàn quân trở thành đoàn đom đóm chập chờn. Đến sáng chúng tôi đến bãi đầm nước sâu tới lưng và được bốc về căn cứ. Sau vụ khám phá kho tàng lớn lao đó như được mùa, liên đoàn nhảy vào chỗ nào cũng vớ được những kho tàng, kho gạo. Một số thì ta tịch thu, còn lại thì phá hủy tại chỗ. Đó là những ngày tháng cuối năm 1974. Trận Phước Long. Liên đoàn 81 thả vào trận địa hai đại đội còn lại sẵn sàng cho đợt 2. Lúc đó đại đội 3 đang hành quân ở phía nam Tân Uyên, thành Đại Nam, thì được lệnh tập trung chuẩn bị về căn cứ hành quân để vào Phước Long đợt 2. Chiều hôm đó ở Đại An Tân Uyên, tôi đã chứng kiến hộp đoàn trực thăng vài chục chiếc bay ngọc trời chuyển biệt cách dù vào Phước Long. Về căn cứ hành quân Suối Máu, hai đại đội sẵn sàng xuất trận, thì vài ngày sau có lệnh hủy bỏ kế hoạch hành quân và chuyển sang kế hoạch rescue vì Phước Long đã bị mất. Trước đó hai đại đội biệt cách dù nhảy vào Phước Long đã cùng với quân trú vòng đại chiến kịch liệt với quân Bắc Cộng, nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, với một chọi 10 tỉnh này đã bị Việt Cộng tràn ngập. Một lần nữa với kinh nghiệm thoát hiểm trong rừng, dù chỉ còn 1/3 quân số biệt cách dù vẫn thoát được, họ còn dẫn dắt thêm một số đơn vị bạn và thường dân ra tới ven rừng ngoài Phước Long và đã được trực thăng tiếp cứu bốc về. Như những nhận định quốc tế, trận Phước Long được coi như một ván bài để Cộng sản Bắc Việt thăm dò phản ứng của Hoa Kỳ để mở trận tổng tấn công năm 1975. Sau trận Phước Long, liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù được tổ chức lại, các đại đội biến đổi thành các biệt đội, một biệt đội như một liên đoàn thu nhỏ, gồm một trung đội thám sát và 4 trung đội xung kích. Đại đội 3 thành biệt đội 813, do trung úy Lai Đình Hợi khóa 25 võ bị và cũng là một thiếu sinh quân làm biệt đội trưởng. Dĩ nhiên ông rất nghiêm chỉnh và kỷ luật, biệt đội có các thiếu úy Việt, Ánh, Chuyên, Tuấn, Ngọc, vân vân.
Lúc này tình hình các mặt trận rất căng thẳng, nên liên đoàn được lệnh di chuyển lên Tây Ninh vì nghi ngờ Bắc Cộng từ bên Miên sẽ chiếm Tây Ninh làm bàn đạp tiến về Sài Gòn. Các toán được thả dọc theo biên giới Việt Miên, mật khu mỏ vẹt, tôi đã dẫn một toán lên đường theo kế hoạch. Buổi chiều trực thăng bay rất cao đưa toán vào rừng, khi đến nơi trực thăng xoay vòng như chiếc lá rơi, họp đoàn trực thăng đã bay thật thấp trên rặng rừng tre và bắt đầu xạ kích. Lúc đó chiếc trực thăng chở toán bay tách ra thả các toán ở vị trí khác, cách xa khu xạ kích cỡ cây số. Đây là một cách nghi binh của họp đoàn trực thăng đánh lừa địch, dương đông kích tây. Trong nháy mắt vừa chạm chân xuống đất, toán đã lũ nhanh vào rừng sâu. Như thường lệ, toán luôn luôn được thả vào buổi chiều để có đủ thời gian tan biến vào rừng khi màn đêm buông xuống. Đêm đó tụi tôi nằm trong rừng sâu và nghe tiếng chó sủa, tiếng báo hiệu canh chừng có Việt Cộng đi săn lùng biệt kích ở khoảng xa, nơi hướng trực thăng xạ kích hồi chiều. Sau mấy ngày đêm lần theo dấu địch để thu thập tin tức, gần sáng thì trở lại rừng và luôn thay đổi vị trí quan sát. Chúng tôi khám phá ra tiếng xe tăng gầm rú khi chiều xuống. Chúng tôi áp sát mục tiêu thì thật ra là do tiếng máy cày, tiếng xe be kéo theo mấy thùng phi không, ngụy trang xe tăng. Với tin tức thu thập cùng các báo cáo của các toán khác, quân đoàn nhận định Cộng sản Bắc Việt không có xe tăng đánh vào hướng Tây Ninh. Chủ lực quân của địch không có ở mặt trận này nên rút toàn bộ liên đoàn 81 về Biên Hòa. Những ngày cuối tháng 4, trước đây biệt đội 813 trấn thủ ở xóm Chàm, nay di chuyển về tăng cường tòa tỉnh trưởng Tây Ninh. Vào những ngày cuối, biệt đội 813 mất liên lạc với bộ chỉ huy liên đoàn. Vì thế sáng 30 tháng 4, biệt đội 813 cùng trung đoàn 49 của sư đoàn 25 bộ binh của Trung tá Khoa trút về Sài Gòn để tử thủ. Đến trưa, chúng tôi nghe tướng Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng qua radio, nhưng biệt đội 813 vẫn di chuyển cặp theo sông Vàm Cỏ xuôi về Nam. Đến chiều, chúng tôi gặp các chốt chặn có Việt Cộng dày đặc nên đành phải ra đường lộ, trút bỏ tất cả vũ khí. Ngay trong đêm hôm đó, toàn bộ biệt đội lẫn lộn trong đoàn quân gãy súng tản mát về quê quán về Sài Gòn. Giờ đây ở xứ sở tự do, tôi có dịp gặp gỡ các chiến hữu có liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù và lực lượng đặc biệt qua các cuộc họp mặt chính nghĩa năm 2009, kỷ niệm 5 năm thành lập gia đình 81 biệt cách nhảy dù và lực lượng đặc biệt Houston, Texas năm 2013. Mới đây, một thời chinh chiến năm 2017, tôi rất mến phục những chiến hữu trong ban tổ chức, các biệt cách dù Nguyễn Văn Đại, Đoàn Đình Nga, Nguyễn Trọng Hiếu và Bích Phượng, Trần Thanh Hà, Trương Văn Úc, các lực lượng đặc biệt Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Đình Thành, v.v. đã không ngại gian khổ tổ chức các đại hội, các buổi họp mặt định kỳ để cho những cánh hoa dù từ phương xa hàn huyên tâm sự, rất trân trọng sự hy sinh của quý anh chị. Trải qua cuộc bể dâu bị vùi dập trong các trại tập trung của Cộng sản để trả thù chứ không phải cải tạo, chúng ta với tinh thần biệt cách dù vươn lên từ địa ngục của Cộng sản, được ân trên che chở đến bến bờ tự do dân chủ, tôi đã gặp các chiến hữu biệt cách dù phong sương cằn cỗi, dù khắc khổ chậm chạp. Các anh đã vượt lên trên nỗi đau, tôi vẫn thấy đại tá Huấn điềm đạm nhân hậu như xưa, tôi vẫn thấy các trung tá Lân thông kiêu hùng như người tình không chân dung, vẫn còn đây sói cô đơn, thiếu tá Nguyễn Sơn, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy 2 chiến thuật, dù anh đã giả từ vũ khí, nhưng dấu ấn của anh với đồng đội vẫn còn rất sâu đậm. Tôi không quên nhắc đến thiếu tá Hồng, các đại quý Hải, Ngộ Hợi, Trung quý Cao, các anh lúc nào cũng là đại bàng của tôi. Vẫn còn đây danh dự và dũng cảm, châm ngôn của liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù. Tác giả biệt cách dù Phan Anh Tuấn. Xin cảm ơn các bạn.